lao động thực sự là hạnh phúc, vì nó giúp cho ta phát triển, giúp ta có tiền, giúp ta có vốn liếng, giúp cho ta khỏe mạnh. Vì lao động là hạnh phúc, giúp mình và cả con cháu, nên ông Đình Rủa tuổi 76 vẫn miệt mài làm việc. Kinh nghiệm lĩnh vực thiết bị liên lạc phòng không trong những ngày làm việc ở quân ngũ đã giúp ông Đình chế tạo chiếc máy cứu ngải bằng việc tận dụng máy sấy tóc cũ hỏng. Và từ vài tháng nay, sản phẩm đã được liên kết sản xuất chuyên nghiệp hơn, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Đầu tiên là tôi nói thật tình là tôi cứ đi đến các cái hội đồng nát ấy. Tôi mua những cái máy sấy tóc hỏng, xong rồi là về là tôi khắc phục, tôi sửa sang, bán cho người ta, mà cái đồ cũ thì mình cũng ngại. Cho nên là thường là tôi biếu và tôi cũng nói trước cái độ bền của nó. Dân chúng người ta yêu cầu là phải làm đẹp, làm tốt. Mấy tháng nay là bác làm cái tiêu kiểu bây giờ không làm cái cũ nữa, mà mua hoàn toàn cái mới. Lao động, cống hiến và tiếp tục tạo ra những giá trị vật chất tinh thần hữu ích là thực tế của nhiều gương lao động cao tuổi như ông Đình. Tuy nhiên, dù theo đánh giá, nhu cầu được làm việc ngày càng lớn, thì người cao tuổi vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tìm việc. Thống kê năm 2019 cho thấy 70% lao động cao tuổi làm việc trong khu vực phi chính thức, ít ổn định. Già như các cô giờ đi quét rác ở công ty người ta không mượn cơ. Nói đến tuổi 60 người ta không nhận giúp việc. Bây giờ cô giờ già thì không leo được cầu thang hoặc là kiểu chân chậm mắt mờ đấy. Thường là chúng ta hay nói cái câu là già rồi thì nghỉ. Vì cái tư tưởng đấy cho nên người ta sẽ chọn là cái người khỏe, người trẻ để người ta chọn. Mặc dù người ta có thể trong thâm tâm người ta biết là lựa chọn một người cao tuổi nó làm việc, cái lĩnh vực việc làm đấy nó sẽ phù hợp. Hiện cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% dân số. Dự báo trong 10 năm nữa, người cao tuổi sẽ chiếm 17%. Tốc độ già hóa tăng nhanh, áp lực chính sách an sinh là tất yếu. Song sinh kế và thậm chí là khởi nghiệp cho người cao tuổi để giảm áp lực về an sinh cũng là bài toán cần sớm có giải pháp, như giấc mơ tiếp tục được lao động của ông Đình hay bà Độ. Vẫn miễn làm việc, bao giờ không đi được nữa thì thôi. Phấn khởi không? Lao động vinh quang, lao động là vinh quang.